Em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng cập nhật và giới thiệu cho chị một cặp xe hạng B thể thao trẻ trung, tầm giá vô cùng hợp lý, mới vừa có mặt tại cửa hàng nhà em An siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Xin kính chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thư giãn thoải mái xem kênh của em An. Và anh chị quan tâm về một cặp xe này hãy lên trực tiếp cửa hàng nhà em An. Đó chính là một cặp Hyundai Accent anh chị nhé, màu trắng và màu đỏ có đủ cho chị luôn. Bên tay trái em là số tự động 2023, lăn bánh đúng 34.000 km thôi, màu trắng nguyên bản. Chiếc này thì đã được chủ xe lên ghế da, lên màn hình đầy đủ rồi. Em này đang là 458 triệu và anh chị chỉ cần có trong tay khoảng 180-200 là anh chị vay được rồi. Tiếp tục bên tay phải em An là một chiếc Accent tự động 2020, bản tiêu chuẩn luôn chị nhá. Chiếc này thì mới về nhà em An thôi. Và em này thì chủ xe đã độ mặt ga lăng lên màn hình Android rồi và đang đi 47.000. Em này đang có mức giá cực kỳ tốt, 399 triệu chị nhá. Siêu thị ô tô Bình Dương tọa lạc tại ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Chị có thể search Google Map là siêu thị ô tô Bình Dương là ra. Bên em có nhận cáp đổi bù trừ và thu mua xe tận nơi, có hồng cho chị giới thiệu. Anh chị quan tâm thì có thể là đang có nhu cầu cần bán xe, lên đời đổi xe thì có thể alo trực tiếp vào số line của em An 0943 444 550, 0968 390 391. Quay trở lại với cặp Accent này thì hiện tại tại showroom nhà em An đã có 4 chiếc Accent tất cả, 2 chiếc đặc biệt 2021 màu trắng và màu đỏ luôn. Nhưng trong thời lượng video này thì em An sẽ giới thiệu 2 chiếc vừa về thôi. Chiếc này của em An là mẫu mới nhất rồi, 2023, mặt ga lăng kim cương, cụm đèn pha thấu kính, giải LED định vị ban ngày. Bản tự động, bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị sẵn cho chị là bộ mâm đúc các chị nhá. 2023 mâm đúc và mâm sẽ là mâm R15, R15 các chị ạ. Hyundai Accent tự động tiêu chuẩn 2023. Phần lóc xe thì chủ xe họ đã dán đề can đen rồi, các tay cửa đều là mạ chrome. Khóa cảm biến sinh nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu. Khung cửa sổ đều là lẹp mạ chrome hết đây chị em. Tất cả dàn vỏ là theo xe hết đây. Em An kiếm đến vỏ này. Đây ạ. Tuần thứ 2 năm 2023. Em này của em An là đầu 23 chị em. Tất cả là 4 thăng đi ABS, cân bằng điện tử đầy đủ hết cho chị luôn. Đấy. Hyundai Accent tự động tiêu chuẩn. Phần đuôi sau sẽ là cụm đèn hậu này. LED 3D, 4 mắt cảm biến sau. Và cái phần chi tiết này thì chủ xe họ dán lên đây chị nhá. Đấy, ở phần cái cảng sau này để chống chảy xước, 4 mắt cảm biến sau. Đây là mẫu mới chị ạ, 2023. Ô tô hiện tại đang là 34.000. Về xe thì bên em đều cam kết văn bản đâm đụng thủ kích tai nạn để chị cứ yên tâm. Có văn bản nên là khi với một chiếc xe đã qua sử dụng thì bên em đều có cam kết bảo check cho chị. Em này 23 thì vẫn còn bảo hành hãng thoải mái nhá. Đấy, các chi tiết mủ là chưa tháo, vẫn còn mới, chưa chảy xước này. Đấy, khoang hành lý sạch sẽ ha. Lót cốp bằng mủ này. Vỏ sơ cua này thì em An quan sát là có lăn rồi. Đôi khi thì trong quá trình đi thì nó cũng rất là vô cùng thôi. Các chi tiết là chưa tháo mở chị nhá. 2023. Cao chỉ là zin từng phân một, được chưa? Đây, cho chị coi này. Phần nội thất đi. Chúng ta vào nội thất thì em này thì những cái chi tiết tap bi cửa này thì chủ xe họ đều dán đề can chống chảy xước này. Lót sàn này, ghế da đã lên này, bọc trần ni lông sạch sẽ rồi. Đấy, cho chiếc này đẹp không ạ? Hyundai Accent tự động phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất và lăn bánh năm 2023. Phần lóc xe này cũng dán đề can đen hết rồi chị nhá, đề can đen hết rồi. Đây, các chi tiết nút bấm còn đẹp. 23 cực kỳ là ok cho chị luôn. Dạ. Lên màn hình Android luôn. 34.000, không có gì để bàn đâu. 3.4 bên trong vẫn còn nguyên ghế lỉ zin, tại vì chủ cũ họ chỉ bọc da trùm lên thôi. Đấy. Và những cái chi tiết này gọi là keo chỉ anh chị nhá. Ở cabo, cốp hay là bốn cánh cửa thì là zin nguyên bản. Đấy. Xe mà cái này zin rồi thì bên trong chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng gì. Có thể nhiều chiếc xe đã qua sử dụng nó có thể mất một chút keo chỉ thì cũng là điều rất là chấp nhận được thôi. Vì nó là cái chi tiết rất là dễ bị, chỉ cần ví dụ như là mở cửa xe mạnh ra vào cái gì đó nó có thể lứt keo chỉ là bình thường. Nhưng mà nó sẽ với một chiếc xe đã zin nguyên bản thì đây là một chiếc xe rất là ok rồi, đảm bảo tiêu chí đầu vào bên em anh chị nhé. Các chi tiết ốc bô hay ốc má vè nguyên bản này, động cơ sẽ là 1.4, máy là những cái chi tiết ốc chân máy này. Được chưa ạ? Ốc má vè đây, ốc bô đây, được chưa ạ? Đăng kiểm một đến tháng 12 2025. 458. Và em An cũng lưu ý là riêng dòng Hyundai
Asen, Tucson, Santa Fe, i10 thì cái cửa phía trước bên phụ này bao giờ cái ốc cửa sẽ có dấu hiệu tháo mở. Đấy là nguyên bản từ nhà sản xuất nhá. Thì cái đấy thì đấy là nguyên bản từ nhà sản xuất. Rồi, 458 triệu đồng. Đây, đây là một chiếc xe mới về bên em An có ít tiếng này thôi. Giá thì chỉ có 399 triệu là chị đã tiếp cận một chiếc tự động 20 rồi. Và em này thì với những anh chị nào thích nguyên bản thì hiện tại vẫn còn mặt ca lăng zin. Đấy, đây là chủ xe cũ họ lên thôi. Odo hiện tại đang là 47.000. Chiếc này thì em An quan sát có thể là hai chủ rồi. Có thể là hai chủ rồi. 20 cho chị nhá. Cụm đèn pha thấu kính, giải LED định vị, đèn ngập sương mù. Không biết là sao nhưng mà cá nhân em An thì lại rất là thích cái form cũ này. Đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2024 cho chị nhá. Lốp thì em An thấy là còn theo xe này. Lốp theo xe, phim máy nhiệt cũng đã có rồi. Các chi tiết ở cửa này thì chủ xe họ dán những chi tiết miếng này để chống va đập chị nhá. Lốp láp là còn đẹp. Đấy. 2020 số tự động phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, biển Sài Gòn cho chị lựa chọn nhá. Cụm đèn hậu LED này, bốn mắt cảm biến sau nó cũng là vậy thôi. Đấy. Đây này anh chị này, đây là màn ca lăng zin này. Đó, được chưa ạ? Màn ca lăng zin cho chị nhá. Nót cốp bằng mủ này. Vỉ này, sơ cua cũng chưa lăn. Đấy, nói chung là rất là đẹp cho chị. Các chi tiết ở đây là nguyên bản. Chưa? 399 triệu hợp lý về giá luôn chị. Chiếc này thì anh chị cũng chỉ tầm hơn 100 triệu là anh chị vay được ngân hàng rồi. Rất là hợp lý đúng không ạ? Rất là hợp lý về giá. Phần là lóc xe thì vẫn sẽ là cái trần nỉ zin. Chiếc này thì em An quan sát là có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ này. Lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ này. Đấy, hẹn tháng 7 2024 hoặc 50.000 km. Đấy, bọc vô lăng, đấy, ghế lì zin còn sạch sẽ nhá. Lên màn hình Android sẵn rồi. Ok. Đấy. Asen tự động tiêu chuẩn 2020. Lốp láp còn đẹp dày ha. Màn hình này là có cam hình chỉnh sẵn rồi chị ạ. Với động cơ 1.4 thì Hyundai Accent cái mức tiêu nhiên liệu sẽ dao động khoảng 7 lít đấy chị ạ, 7 lít. Tất nhiên là hãng công bố thì sẽ ít hơn. Nhưng mà anh nghĩ là để mà chạy ok nó phải tầm 7 đến 8 lít tùy địa hình. Mà sẽ là tầm đó anh chị nhá. Đấy. Ok. Rồi. 399 triệu đăng kiểm một đến tháng 8 năm 2024 được chưa ạ? Đấy. Lướt qua cho chị coi hết cả cabo cho chị coi keo chỉnh ha. Rồi. Em An vừa mang đến cho chị một cặp xe hạng B nhà Hyundai, một cặp Hyundai Accent tự động tiêu chuẩn 2020 399 triệu 47.000, tự động tiêu chuẩn 2023 458 triệu đồng. Và chị yêu thích và quan tâm về cặp xe hạng B này của siêu thị ô tô Bình Dương, hãy nhấc máy gọi điện cho em An hoặc lên trực tiếp cả nhà em An để xem xe anh chị nhé. Một nữa thì em An cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn anh chị, xin chào.